Giao thương quốc tế 2021, cơ hội mở rộng thị trường thương mại Việt. Gói kích cầu 1.900 tỷ đô của Mỹ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam? Hiếu Nghĩa kính chào quý vị. Vừa rồi là một số thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình Câu chuyện kinh doanh ngày hôm nay. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện. Chuyên mục chuyển động kinh doanh của tuần này mở đầu sẽ là các thông tin về mục tiêu và định hướng của nền kinh tế Việt trong năm nay. Theo đó, với mục tiêu giúp cho các nhà mua hàng quốc tế tiếp cận được nhà sản xuất Việt Nam một cách dễ dàng thông qua triển lãm trực tuyến, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức sự kiện Việt Nam Furniture Matching Week 2021. Đây sẽ là cơ hội mở rộng kết nối giữa văn phòng đại diện tại Việt Nam và nhà máy sản xuất trong bối cảnh hạn chế đi lại vì dịch bệnh. Tổng kết năm 2020, kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt 13,17 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ 2019 và vượt 5,4% kế hoạch năm 2020. Theo báo cáo của CSIL, World Furniture Outlook năm 2020, Việt Nam đã vượt qua Ba Lan, Đức, Ý, chỉ đứng sau Trung Quốc giữ vị trí thứ hai trên thế giới. Phát huy lợi thế đó để tiếp tục duy trì hoạt động giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối dễ dàng với nhà mua hàng quốc tế. Hà Qua tổ chức sự kiện Việt Nam Furniture Matching Week 2021 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 4 2021, sẽ bao gồm chuỗi các hoạt động offline và online đa dạng. Điểm nhấn chính là Furniture Sourcing Day, dự kiến quy tụ hơn 300 khách mời là nhà sản xuất, văn phòng đại diện mua hàng của các tập đoàn lớn trên thế giới và được tổ chức dựa trên nền tảng triển lãm trực tuyến Home. Xuyên suốt tuần lễ, sự kiện triển lãm trực tuyến và online B2B matching trên nền tảng trực tuyến www.homefair.com sẽ giới thiệu hơn 100 nhà sản xuất Việt Nam với tổng diện tích thực tế lên đến hơn 20.000 m2, gần 10.000 sản phẩm, tạo điều kiện cho các nhà mua hàng trải nghiệm trực quan và kết nối dễ dàng đến với doanh nghiệp sản xuất. Hiện nay có khoảng độ 93 cái showroom trưng bày ở trên Hop với 20.000 m2 và 10.000 cái sản phẩm đang ở trên Hop. Cái lợi ích đầu tiên đó là những cái khách hàng ở nước ngoài đó có những cái trải nghiệm cũng tương đối là thú vị như là việc chúng ta đến một cái showroom thật. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể quản trị được các cái nhu cầu của khách hàng. Trên Hop có những cái công cụ để cho các cái thành viên ở trên Hope biết là ai đang vào showroom của mình, xem cái mặt hàng gì và quan tâm mặt hàng gì nhiều nhất. Và chúng tôi cũng có những cái phần mềm để giúp cho doanh nghiệp họ làm việc với khách một cách chuyên nghiệp. Đó là những cái phần mềm về ERP đằng sau của Hope. Nếu như chúng ta đã có một cái giao diện sản phẩm rất đẹp và có một cái những cái collection rất đẹp để giúp hấp dẫn khách hàng, thì bên cạnh đó là chúng ta phải có một cái nội lực sẵn có để chúng ta giới thiệu với khách bằng cách là chúng tôi có những cái tiêu chuẩn như thế này, chúng tôi có những cái chứng chỉ quốc tế đã được công nhận là như thế đó và chứng minh được cái năng lực sản xuất của tôi bằng cái việc mà chúng tôi đã từng bán cho những cái khách hàng, những cái tập đoàn như thế nào và cái năng lực của chúng tôi như thế nào, hình ảnh nhà máy sản xuất là như thế nào. Thì kết hợp lại từ hai yếu tố đó, với là vừa cái nội lực của doanh nghiệp cũng như là vừa cái phương thức marketing online mà đặc biệt hiệu quả của Hop, thì chúng ta mới tạo nên được một cái kết quả thành công cuối cùng. Tháng 3, tháng 4 được xem là thời gian đặt hàng cho ngành gỗ lớn nhất năm và đã trở thành điểm hẹn thường niên cho các nhà mua hàng quốc tế tại nhiều hội chợ của khu vực châu Á. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh khiến những sự kiện thường niên này không diễn ra, qua đó có thể thấy được vai trò rất lớn của số hóa công tác triển lãm, giao thương trong thời kỳ bình thường mới. Vì vậy, các doanh nghiệp cũng cần tận dụng tối đa các kênh quảng bá, xúc tiến thương mại từ online đến offline để duy trì sự hiện diện và năng động của mình đối với các nhà mua hàng. Hướng đến sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, thay vì mỗi người dân đi chợ, đi siêu thị đều sử dụng túi ni lông thì có thể dùng túi giấy, túi vải. Đó chính là mục tiêu phấn đấu trong Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm nay. Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam năm nay có chủ đề kinh doanh trách nhiệm tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới, nhằm kêu gọi doanh nghiệp ngoài cung cấp sản phẩm an toàn chất lượng tốt trong bối cảnh dịch bệnh, cần có trách nhiệm ổn định giá cả. Đặc biệt, theo khảo sát của Tổ chức Người tiêu dùng Quốc tế, có 66% người tiêu dùng khi được hỏi họ sẵn sàng bỏ thêm chi phí để mua sản phẩm thân thiện với môi trường. Vì vậy, năm nay, Bộ Công Thương đã chọn chủ đề trên nhằm khuyến khích các doanh nghiệp và nhà tiêu dùng quan tâm hơn đến sản phẩm mình tiêu dùng, có trách nhiệm hơn để đảm bảo môi trường sống bền vững.
từng bước thay đổi thói quen người tiêu dùng. Thay vì mỗi người dân khi đi chợ sử dụng túi ni lông thì có thể sử dụng túi giấy, túi vải, kêu gọi nhà tiêu dùng tiết kiệm điện, sử dụng phương tiện công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân. Cũng đã có những cái siêu thị người ta là không có cho sử dụng cái bao bì mà cái túi xốp, mà dùng những cái túi những cái loại mà bao bì thân thiện với môi trường, thì cũng đã có nhiều siêu thị người ta làm mà mình thấy rằng người tiêu dùng với khi mà đến siêu thị mà siêu thị nó không, người ta không cấp phát những cái bao túi xốp nữa, bao ni lông nữa đó, thì người tiêu dùng mới chấp nhận. Thành ra cái này tôi cho rằng nếu mà nhắc nhở cho doanh nghiệp để doanh nghiệp chủ động trong cái việc mà bảo vệ môi trường bằng cái cách là thay đổi cái bao bì để hướng dẫn cho người tiêu dùng sử dụng những cái bao bì hay là những cái sản phẩm mà nó thân thiện với môi trường đó. Cũng theo bà Phan Thị Việt Thu, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và thay đổi thói quen của người tiêu dùng. Ngoài ra, năm 2020, hội tiếp nhận hơn 200 vụ khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến nhiều lĩnh vực và hòa giải thành công hơn 40 vụ khiếu nại liên quan đến bảo hành hàng hóa. Qua đó, người dân cũng cần nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội. Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, khi Mỹ tung gói kích cầu 1.900 tỷ đô để kích cầu giải cứu nền kinh tế, điều này sẽ gián tiếp tác động đến xuất khẩu cũng như giá vàng, giá đô, lãi suất v.v. tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Với gói kích cầu 1.900 tỷ USD được đánh giá bằng 10% tỷ số GDP trung bình trong một năm của nước Mỹ, các chuyên gia đánh giá đây là một trong những gói cứu trợ kinh tế lớn nhất từ trước đến nay. Vì thế Việt Nam ít nhiều sẽ được hưởng lợi từ gói kích cầu này, song song với đó vẫn sẽ tồn tại tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không cảnh giác cao. Bây giờ là toàn nước Mỹ đều được hưởng thụ cái này, cho nên những người nghèo nhất cũng được hưởng. Ít nhất là 1.400 đô và cái trợ cấp thất nghiệp là mỗi một tuần là 300 đô. Cho nên ta cũng sẽ có cơ hội để tiếp tục xuất khẩu một số mặt hàng mà ở nước Mỹ đang cần. Đó là những mặt hàng như là cái nhóm ngành lương thực thực phẩm, là bất cứ trong tình huống nào thì người ta cũng cần có cái tiêu dùng này hết. Thứ hai là nhóm ngành về các cái hàng linh kiện, điện tử, các cái hàng về công nghệ thì người ta vẫn sử dụng rất là nhiều. Thứ ba là những cái ngành hàng mà là giáo dục, y tế mà trong đại dịch ấy, thì người ta vẫn đang cần để sử dụng ngay tại nhà, tại gia đình của họ. Và đây chính là cái cơ hội cho Việt Nam nói riêng và các quốc gia khác nói chung xuất khẩu qua Mỹ. Bên cạnh đó, với lượng tiền khổng lồ này sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội trong việc kết nối giao thương xuất khẩu sang Mỹ và khả năng tiêu thụ hàng hóa cũng tốt hơn trước. Đây có thể nói là một nguồn động lực bổ sung cho nền kinh tế Việt Nam trong năm nay. Tuy nhiên, việc ồ ạt ra thị trường một nguồn tiền quá lớn sẽ không thể tránh khỏi một số tác động tiêu cực, cần cân nhắc trước xu hướng tiền tệ có thể được nới lỏng, kéo theo đó là tình trạng lạm phát tăng cao. Khi lạm phát tăng, sẽ truyền dẫn áp lực lên lãi suất, cuối cùng đẩy giá cả hàng hóa lên cao. Các tác động tiêu cực của gói kích thích kinh tế Mỹ sẽ lan truyền đến Việt Nam, tương tự như cách Việt Nam đang hưởng lợi từ đây. Cũng theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng, không chỉ có Việt Nam được hưởng lợi từ đây, vì thế sự cạnh tranh trong chất lượng hàng hóa sẽ bắt đầu tăng dần. Vậy nên các doanh nghiệp cần chú ý trong việc đầu tư sản phẩm, nguồn lực lao động theo chuỗi phát triển bền vững. Điều này cũng đồng nghĩa các doanh nghiệp cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến lạm phát, tỷ giá, giá vàng để có phương án chủ động đối phó thích ứng. Tiếp tục chương trình, Hiếu Nghĩa xin mời quý vị cùng điểm thêm một vài thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Giải quyết khó khăn về nguồn lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Doanh nghiệp dẫn dắt xu hướng dịch vụ nhà kho mini tại thị trường Việt. Sau khi tạm thời khống chế được dịch bệnh, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội vàng để thu hút đầu tư và phát triển. Vậy nên việc cải thiện, thúc đẩy tăng năng suất lao động chính là yếu tố quyết định tới năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của từng doanh nghiệp. Thế nhưng trên thực tế, hiện nay nhiều doanh nghiệp đã và đang đau đầu trước khó khăn thiếu lao động sản xuất. Điển hình là một số doanh nghiệp tại Hà Tĩnh, từ đầu năm 2021 đến nay, các đơn hàng đã tăng lên đáng kể so với năm trước. Tuy nhiên, nhiều công ty lại lâm vào cảnh thiếu lao động khiến việc sản xuất gặp nhiều khó khăn. Với phía công ty thì bắt đầu triển khai kế hoạch tuyển dụng từ trước Tết âm lịch. Tuy nhiên thì đến hiện tại bây giờ thì số lượng tuyển dụng của công ty cũng rất là thấp so với nhu cầu tuyển dụng hiện nay. Hiện tại thì công ty mới tuyển được hơn 100 lao động so với con số 1.500, đang thiếu rất là nhiều.
Tương tự, tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh có 300 công nhân. Thế nhưng sau Tết nhiều người đã nghỉ việc, trong khi lượng đơn hàng của công ty tăng cao. Muốn kịp tiến độ giao hàng theo hợp đồng với đối tác, công ty đang cần tuyển dụng thêm 100 lao động, thế nhưng hiện vẫn chưa tuyển được. Đến thời điểm này, tuyển dụng lao động cũng đang tương đối gặp khó khăn. Thứ nhất là các bạn trẻ thì đang muốn để đi vào miền Nam làm thời gian thì đấy đã xem tình hình nghe ngóng thế nào, sau đó mới quay trở về thì bắt đầu mới tuyển dụng, mới cố định được, cho nên đến thời điểm này chúng tôi đang rất khó khăn. Đứng trước những khó khăn của các doanh nghiệp trong công cuộc tuyển dụng lao động, Hà Tĩnh đã tháo gỡ nút thắt bằng cách mở 2 sàn giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh, thu hút gần 3.000 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề, cung ứng lao động theo nhu cầu doanh nghiệp cũng đang được Hà Tĩnh hết sức chú trọng. Về phía doanh nghiệp ấy, thì cũng cần phải làm rất rõ về khẳng định nhu cầu của nhu cầu, trình độ, điều kiện của người lao động. Thứ hai là cái chính sách về tiền lương rồi cả phúc lợi xã hội đảm bảo cho người lao động đảm bảo người lao động có thu hút được người lao động để ngang hơn hoặc bằng ở cái doanh nghiệp khác trên địa bàn, thì để mình khi đó mới có cái thu hút được người lao động làm việc. Có thể thấy đây không chỉ là cơ hội lớn để người dân có nguồn lao động thu nhập ổn định, mà bên cạnh đó còn góp phần cải thiện và tăng năng suất lao động, đồng nghĩa với phát triển nhanh, bền vững, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và rút ngắn khoảng cách với các quốc gia trong khu vực. Không chỉ riêng nguồn lao động, thời gian gần đây tình hình nông sản Việt cũng gặp nhiều trở ngại. Có thể thấy, thay vì phụ thuộc vào thị trường truyền thống, Việt Nam cần tận dụng tối đa cơ hội từ các hiệp định thương mại hỗ trợ xúc tiến nông sản. Điển hình là xu hướng tiêu dùng rau quả ở thị trường Bắc Âu đang được đánh giá khả quan trong những năm tới, với thế mạnh cạnh tranh đã có sẵn với mức thuế hầu hết là về 0%. Dưới tác động của dịch bệnh đã khiến các mặt hàng nông sản như rau củ quả đến vụ thu hoạch nhưng không có đầu ra, như tình trạng đã và đang diễn ra tại Hải Dương, Bình Thuận. Nguyên nhân chủ yếu là khi thị trường nhập khẩu chính nông sản của Việt Nam là Trung Quốc. Hạn chế nhập hàng và liên tục tăng cường các biện pháp thắt chặt kiểm dịch và an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc cùng nhiều yêu cầu chi tiết về cơ sở đóng gói, nhãn mác khiến xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang thị trường này gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Công Thương, chỉ tính riêng 2 tháng đầu tiên khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA có hiệu lực tháng 8, tháng 9, 2020, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sang thị trường châu Âu đã đạt trên 766 triệu USD, nổi bật nhất là mặt hàng gạo. Đặc biệt, theo thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, xu hướng tiêu dùng rau quả ở thị trường Bắc Âu rất khả quan trong những năm tới. Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, các nước Bắc Âu phụ thuộc vào rau quả nhập khẩu với hơn 90% hoa quả và 40% sản phẩm rau. Các cái mặt hàng về thực phẩm và nông sản thì thường thường thì tập trung hết vào cái thị trường Trung Quốc. Nhưng mà trong những cái thời gian gần đây, khi mà bị ùn ứ cái thị trường của Trung Quốc, các doanh nghiệp của Việt Nam không có gắn chặt vào một cái thị trường truyền thống nữa mà đã phát triển ra các thị trường như là Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu, mà gần đây nhất thì có cái hiệp định EVFTA, cho nên là cái thị trường châu Âu cũng là một cái cú hích cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tính từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam đạt 6,17 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt khoảng 3,14 tỷ USD, tăng 19%. Điểm nhấn đáng chú ý là Mỹ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành thị trường chiếm thị phần xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, khi tăng 57,3% so với cùng kỳ. Cùng với những con số tăng trưởng kim ngạch mạnh mẽ tại các thị trường EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, điều này cho thấy ngành nông nghiệp nước ta đang có sự chuyển hướng mạnh mẽ để tiếp cận và chinh phục các thị trường chất lượng cao, chủ động mở rộng thị trường, hạn chế phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống. Để nắm bắt tốt cơ hội đến từ các thị trường ngách, các doanh nghiệp cần hết sức chủ động hơn nữa trong việc nắm vững các cam kết của hiệp định, tránh mơ hồ dẫn đến sai sót không đáng có. Bên cạnh đó cần lưu ý 3 điểm sau. Thứ nhất là đảm bảo xuất xứ về hàng hóa xuất khẩu của mình. Thứ hai, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, nhất là vệ sinh thực phẩm, những tiêu chí về kỹ thuật khác. Thứ ba là cần phải đảm bảo các điều kiện giao nhận theo đúng hợp đồng, có sự chuẩn bị kỹ cho tất cả những tranh chấp xảy ra, đồng thời cần phải có một đội ngũ chuyên nghiệp về năng lực ngoại ngữ. Các doanh nghiệp cần phải chủ động tham vấn các hiệp hội, các đối tác, bạn hàng để từ đó nắm bắt được các thông tin, cơ hội xuất khẩu để cạnh tranh tốt hơn trong việc đối phó với hàng nhập khẩu.
Nếu như trước đây thay vì tập trung đầu tư các kho hàng hóa có diện tích lớn thì hiện nay khi mà thị trường có nhiều thay đổi, dịch vụ cho thuê kho lưu trữ mini lại được ưa chuộng hơn, nhắm đến các đối tượng là khách hàng kinh doanh nhỏ lẻ, hộ gia đình, người bán hàng online hay các công ty startup có diện tích văn phòng nhỏ không đủ chỗ làm một kho chứa. Gia đình của bạn đã quá nhiều đồ đạc và bạn cần thêm không gian. Bạn cần một nơi để lưu trữ trong khi sửa chữa nhà cửa. Hoặc bạn là những người kinh doanh online. Hoặc thậm chí bạn là những công ty startup với quy mô vừa và nhỏ và cần một nơi lưu trữ với trữ lượng hàng không quá lớn. My Storage chính là câu trả lời của bạn. Xin chào Kanya Kaochuin Kim Wang. Tôi là Eric Ostick, nhà sáng lập của My Storage, đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê kho lưu trữ mini đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Có rất nhiều người đã hỏi tôi về kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê nhà kho này. Bởi trên thực tế thì tôi lại có nhiều năm làm việc trong một số lĩnh vực không liên quan. Tuy nhiên chính bản thân tôi lại có bề dày kinh nghiệm trong việc khởi nghiệp từ trước đó. Nếu bạn bắt đầu khởi nghiệp trong bất kỳ lĩnh vực nào hoặc bạn đã từng làm công việc tương tự trong quá khứ, thì vẫn không có điều gì chắc chắn rằng bạn sẽ không phạm phải sai lầm ở hiện tại. Và tôi đặc biệt tin rằng không cần biết bạn bắt đầu ở lĩnh vực nào, nhưng điều quan trọng là bạn biết mình cần làm gì, đủ kỹ năng để xây dựng thương nghiệp của mình từ con số 0. Đó có thể là xây dựng cơ cấu công ty, tìm kiếm những cộng sự phù hợp, quản lý nhân sự và có thể định hướng cũng như hoạch định chiến lược phát triển cụ thể. Nếu như bạn không có kinh nghiệm hoặc nền tảng kiến thức tốt, bạn rất có thể sẽ gặp sai lầm. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn đã có một chiến lược tốt để giúp việc kinh doanh đi được đường dài. Từ đó, một ý tưởng trong đầu tôi xuất hiện rằng tôi sẽ thiết lập một mô hình kinh doanh để trong 3, 4 hay 5 năm tới, My Storage không cần phải thay đổi liên tục quá nhiều về cơ cấu hay hệ thống công nghệ máy móc. Từ đó, dù không có nhiều kinh nghiệm hay nền tảng chuyên ngành trong lĩnh vực này, tôi vẫn rất tự tin để dẫn dắt đội ngũ My Storage. Trong quá trình tìm kiếm thị trường, tôi đã tìm thấy Việt Nam là một trong những quốc gia tiềm năng tại khu vực Đông Nam Á. Để có được những đánh giá ban đầu cho thấy dấu hiệu tiềm năng của thị trường này, chúng tôi đã nghiên cứu tốc độ đô thị hóa ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, độ tuổi trung bình của dân số hay tỷ lệ tăng trưởng GDP. Và tôi nhận ra Việt Nam là một thị trường tuyệt vời để triển khai mô hình dịch vụ này. Đầu tiên, dân số hiện nay ở Việt Nam khá trẻ và chúng tôi nhận ra rằng xu hướng này đang tương tự giai đoạn trước đây của các nước đã phổ biến mô hình này, đó là Mỹ, Kuala Lumpur của Malaysia, Singapore hay Thái Lan. Người dân có xu hướng đổ về các trung tâm kinh tế lớn để nâng cao thu nhập và mua sắm vật dụng nhiều hơn mỗi ngày. Điều này đồng nghĩa họ cần không gian để lưu trữ, nhưng tại Việt Nam việc này khá bất tiện bởi không gian nhà ở khá nhỏ và hẹp. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất khi khởi nghiệp tại quốc gia chưa phổ biến mô hình này là định nghĩa một cách đúng nhất và đưa khái niệm này đến khách hàng. Bởi khi nói về nhà kho thì mọi người sẽ tưởng tượng tới không gian lớn, lộn xộn, không mấy sạch sẽ và đương nhiên là chẳng có máy lạnh. Hiện nay nếu bạn đặt chân đến châu Âu, Hoa Kỳ hay là nước Úc, dường như mọi người đều biết đến dịch vụ cho thuê nhà kho. Hay đơn cử là Thái Lan, người dân ở đây đã dần quen thuộc với mô hình này vì nó đã tồn tại một khoảng thời gian nhất định. Theo đó, chúng tôi nỗ lực mỗi ngày để thay đổi suy nghĩ của mọi người về dịch vụ cho thuê nhà kho, bởi đây là một giải pháp cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp để lưu trữ nguyên liệu, vật phẩm, sản phẩm. Điển hình giai đoạn bùng phát dịch bệnh, chúng tôi đã phát triển một cách vượt trội khi không ít đơn vị tìm đến chúng tôi để giải quyết khó khăn. Điển hình như khi các hệ thống nhà hàng đóng cửa một thời gian dài và họ không biết cất giữ vật dụng ở đâu trong thời gian trả mặt bằng, hoặc việc người dân rời thành phố một thời gian do nghỉ dịch thì vật dụng tại nơi trọ của họ sẽ được chúng tôi hỗ trợ bảo quản kỹ lưỡng. Bên mình thì cái lượng hàng nó cũng khá là nhỏ, cho nên nếu để những cái kho lớn hơn thì cái giá thành nó sẽ không có được tiết kiệm cho lắm. Cho nên là My Storage họ vừa có cái khả năng để chứa hàng của mình, họ cũng có nhiều option cho mình lựa chọn từ các dung tích, thể tích khác nhau. Và kèm theo đó là những cái dịch vụ mà custom tailor mà dành cho mỗi khách hàng của họ. Ví dụ khách hàng của họ muốn có điều hòa, hoặc là ví dụ khách hàng của họ muốn hàng của họ được theo dõi 24/7, không có nào rời mắt họ.
Hiện nay My Storage sở hữu không ít ưu điểm đáng chú ý so với mô hình truyền thống trước đây. Đầu tiên, chúng tôi tập trung vào nhu cầu của khách hàng và đáp ứng linh hoạt từng nhu cầu. Chúng tôi xử lý mọi kích cỡ hàng hóa với không gian hiện đại, nhiệt độ lý tưởng và bảo quản tốt hàng hóa. Một ưu điểm lớn phải kể đến là một không gian tuyệt vời dành riêng cho khách hàng hoặc các đối tác để kiểm tra hàng hóa, làm việc với đầy đủ tiện nghi từ wifi, cà phê, đồ ăn nhẹ và thậm chí một phòng tắm giúp bạn chuẩn bị chỉnh chu nhất cho cuộc họp với đối tác vài phút sau đó. Dịch vụ này nhắm vào 3 đối tượng người nước ngoài sống ở Việt Nam vì đã biết khái niệm lưu trữ mini. Những người trung lưu trở lên thường di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác không có nhiều không gian lưu trữ, và các khách hàng doanh nghiệp nhỏ, không gian văn phòng hạn hẹp không đủ chỗ chứa đồ marketing trang trí theo mùa. Từ đó họ sẽ có không gian nhiều hơn để tổ chức hội nghị, cuộc họp đối tác, buổi tập huấn, và đó là những ưu điểm mà My Storage tự tin. Hiện My Storage tiếp tục cung cấp nhiều sự lựa chọn chứa đồ trong kho chung hoặc thuê một không gian riêng dành cho khách hàng. Các đồ vật khách gửi được tính theo mét khối, giá khởi điểm mỗi mét khối gần 300.000 đồng, bao gồm dịch vụ nhận, trả đồ và công lưu trữ. Bên trong nhà kho này lắp máy lạnh, máy tạo độ ẩm và camera an ninh. Khách có thể chọn gửi đồ 1 đến 6 tháng. Theo đó, chiến lược năm nay của My Storage là nhanh chóng mở thêm cơ sở ở Hà Nội và Đà Nẵng. Tuy nhiên, điểm mấu chốt chính là lựa chọn thời điểm lý tưởng để đánh vào từng thị trường. Mô hình startup về dịch vụ cho thuê kho lưu trữ mini vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể truy cập vào fanpage hoặc kênh YouTube Câu Chuyện Kinh Doanh. Còn bây giờ, Hiếu Nghĩa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.